Hôm nay chú sẽ chỉ tiếp cho con dược tính của một số loại thuốc. À, cái này là con không thích theo nghề thuốc của chú hả? Con thấy nghề thuốc đâu có nhiều tiền đâu, sao chú không bằng nghề khác? Vì chú thích nghề này, chú thích giúp đỡ bà con. Với lại tuy nghề này không nhiều tiền nhưng cũng mang lại cho mình cuộc sống an nhàn, thảnh thơi. Con thấy chú đâu có an nhàn đâu, chú cũng phải đi mua dược liệu hay là chế biến lại rồi bán cho người ta. Có người bệnh đêm hôm gọi thì chú cũng phải đi vậy. Nếu mình thích công việc của mình thì sẽ thấy không vất vả. Vậy con nói cho chú nghe, nghề nào là nghề an nhàn? Vậy làm nghề thầy giáo như thầy Hai Thanh có phải an nhàn không? Nghề giáo của ổng thì an nhàn, nhưng cũng không có tiền. Sao con biết ổng không có tiền? Ổng có tiền, sao ổng đi xe cũ quá vậy? Người có tiền phải đi ô tô, bốn bánh kìa. Vậy theo con, nghề gì vừa an nhàn vừa có tiền? Thì làm bác vật, đốc tờ, biện lý. Nhưng con còn nhỏ, tại sao cứ dằn vặt chuyện tiền bạc vậy? Con có tiền khổ lắm, giống như cha má con. Chú cũng biết chứ, nhưng muốn làm bác vật, đốc tờ thì phải học. Con muốn đi học. Học khó lắm đó. Không khó, cha má dạy con biết chữ rồi, biết làm tính, biết vẽ nữa. Giỏi. Để chú nhờ thầy Hai đưa con vô trường. Dạ, con sẽ vô học, vừa mừng công việc cho chú. Không cần đâu, chỉ cần con chịu học. Con học tới đâu chú cũng nuôi con đặng. Con cứ việc đi học thôi, còn những chuyện còn lại có con quyền phụ chú. Dạ.